Mẹ là hoa sen giữa đời. Có lẽ không có loài hoa nào vừa bình dị, vừa cao sang, vừa gần gũi lại rất thanh khiết cao quý cho bằng hoa sen Việt Nam. Cây sen tươi đẹp, hoa sen xinh tươi, nhụy sen thơm ngát, thanh tao và rất gần gũi với đời sống người dân Việt Nam. Gần gũi đến nỗi người Việt Nam nào cũng biết nó, cũng yêu quý nó, gần gũi đến nỗi người ta thi vị nó, nhân cách hóa nó như là tâm hồn của một con người, một tâm hồn trong sáng, thanh khiết giữa bùn nhơ tội đời. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Lời ca dao thật nhẹ nhàng, dẫn dắt người nghe về vẻ thanh tao của một loài hoa dân dã, bình dị để gợi mở về hình ảnh người nông dân lam lũ quanh năm nơi đầm lại nước động, nhưng tấm lòng lại thanh tao cao nhã. Tác giả khởi đi từ lời khẳng định, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Quả thực, ở giữa đầm lầy thì bông sen đẹp nhất, cây sen vượt trội với những cánh lá xanh nhô lên mặt nước như những cái dù xinh xắn. Bông sen mở cánh trắng muốt, sáng lên dưới ánh mặt trời, tỏa hương ngào ngạt từ nhị hoa vàng. Tất cả tạo nên một bức tranh thôn quê bình dị, yên hàn. Thế nhưng, tác giả dường như không dừng lại ở việc ngắm đóa sen một cách chung chung hay ở đằng xa, mà dường như tác giả nâng niu từng lá sen xanh, chỉ từng bông sen trắng, đếm từng nhụy sen vàng. Có như vậy, tác giả mới có thể nói lên rằng nhị vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Lời kết như muốn lội ngược dòng khi tác giả thi vị hóa cây sen thành nét đẹp của tâm hồn con người. Gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Từ đây, cây sen đã trở thành biểu tượng của tâm hồn trong sáng, hiền lành của người nông dân chân lắm tay bùn Việt Nam. Gần bùn ở đây chính là môi trường tiếp xúc của sen, hay nói đúng hơn, chính là xã hội phong kiến bất công bấy giờ, có quá nhiều những tham nhũng, dơ bẩn, ô uế. Tuy vậy mà bông sen vẫn rực rỡ sáng ngời, tỏa ánh hào quang, không hề dơ bẩn. Ngược lại, nhờ những môi trường xung quanh ấy mà sen càng thêm đẹp, làm tăng thêm sự thanh cao. Bài ca dao trên là một bài thơ hay với những câu từ mộc mạc, giản dị nhưng làm nổi bật hình ảnh nên thơ của người nông dân Việt Nam chân lấm tay bùn mà tâm tao nhã rạng ngời. Họ sống giữa bùn nhơ nhưng không để lòng mình vướng bận những tham sân si dòng đời. Họ sống giữa đầm lầy tội lỗi nhưng không để lòng mình ngụp lặng trong đam mê tội đời. Hôm nay chúng ta mừng lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội. Mẹ Maria chính là một đóa hoa đẹp nhất trần gian. Nhìn vào cuộc đời mẹ, chúng ta thấy một Maria trong trắng dịu dàng, một Maria đoan trang mực thước, một Maria bác ái bao dung, một nữ tỳ Maria được Chúa yêu thương và chúc phúc. Mẹ luôn giữ lòng thanh khiết giữa bùn nhơ tội đời. Giáo hội nhìn nhận mẹ được ơn vô nhiễm ngay từ lúc trinh thai. Nhưng điều quan yếu là mẹ đã giữ được vẻ thanh khiết vẹn toàn đó giữa môi trường đầy những cám dỗ tội lỗi, đầy những thói đời xấu xa. Mẹ đã thắng mọi cám dỗ để có thể tỏa ngát hương thơm giữa trần đời. Mẹ là người phụ nữ đẹp rạng ngời giữa muôn ngàn người phụ nữ, tựa như bông sen đẹp lộng lẫy giữa đầm lầy. Tâm hồn mẹ lại càng thanh cao đến nỗi
hoàn toàn xứng đáng cho con Chúa Trời ngự trị. Mẹ hoàn toàn xứng đáng với lời giới thiệu trong đầm gì đẹp bằng sen. Mẹ xứng đáng là đóa sen, không phải là vì nét đẹp kiêu sa, mà là vì nét đẹp tâm hồn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Lạy mẹ Maria yêu mến, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con biết gìn giữ nét đẹp cao quý nơi phẩm giá làm người và làm con Chúa. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn được hồn an sát mạnh, ơn thánh dư đầy để phụng sự Chúa trong mọi người như mẹ. Amen. Đẹp như cánh hoa huệ giữa đời, chẳng vương tí vết hay bận nhang. Đẹp như câu kết muôn bài thơ, hồn con chim hương nhan mẹ xây, tiên dương trái tim yêu hết mình.